về kết quả công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Tăng cường phản biện đối với công tác quản lý của thành phố để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất, giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình. Vào cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội do Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật làm trưởng đoàn truy tố, xét xử, thi hành án và việc chấp hành tố tụng hình sự trong tạm đình chỉ điều tra. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về một số vấn đề như công tác thu thập chứng cứ đối với loại tội phạm có phương thức, thủ đoạn mới và sử dụng công nghệ cao, đề nghị các cơ quan liên quan ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan liên quan trong việc giám định tư pháp, nhất là giám định tài chính, giám định ngân hàng, xây dựng, hiệu quả của các vấn đề kê khai tài sản, thu nhập, việc nhận và nộp lại quà tặng trong công tác phòng chống tham nhũng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Luật đánh giá cao sự quan